tài nguyên thiên nhiên của đất nước ta là phong phú vô cùng. Trên một vạn loài thực vật thì chúng ta đã phát hiện ra là rất nhiều loài trong đó hiện nay đã có nguy cơ bị tuyệt chủng, và thậm chí có những loài đã bị tuyệt chủng rồi. Thì cái công việc của các nhà khoa học ấy là họ làm có nhiều việc là rất là âm thầm nhưng mà rất là ý nghĩa đối với đất nước về lâu về dài. Thì đây là một trong những cái việc làm đó. Và tôi rất là xúc động, có thể nói là như vậy, và cũng rất là cảm phục và ấn tượng bởi cái công trình của Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên mà do tiến sĩ Vinh đã triển khai và thành công. Tôi cho đó là một cái thành tích, phải nói là một cái thành tựu đối với đất nước mình và đối với thế giới, là một thành tựu. Thủy tùng hay còn gọi là thông nước, tên khoa học là Cryptotropus benthicus. Hóa thạch cổ nhất được biết đến của thủy tùng là vào kỷ Creta, cách đây hơn 65 triệu năm, thời kỳ đánh dấu sự biến mất của các loài khủng long cuối cùng. Vào thời kỳ đó, thủy tùng đã từng phủ một vùng rộng lớn khắp Bắc Bán Cầu. Ở Việt Nam cách đây khoảng 20 năm, khi giới khoa học và các nhà bảo tồn bắt đầu biết đến có sự tồn tại của loài thủy tùng, thì cũng là lúc loài cây này đứng trên bờ vực tuyệt chủng do sự săn lùng ráo riết của giới chơi đồ gỗ và lâm tặc. Là một nhà khoa học lâm sinh đã từng có nhiều công trình nghiên cứu lai tạo những giống cây mới phù hợp với vùng đất Tây Nguyên, tiến sĩ Trần Vinh luôn suy tư, chăn trở, tìm cách để bảo tồn loài cổ sinh vật quý hiếm này. Lúc đó, việc cứu loài cây thủy tùng khỏi bờ vực tuyệt chủng đã trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Vì số lượng cá thể thủy tùng suy giảm nhanh chóng, chỉ còn lại hai quần thể ở huyện Ehleo và Cờ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk, với tổng số 162 cá thể. Tất cả đều đã quá già cỗi và không thể tự sinh sản được nữa. Trong khi các nghiên cứu để nhân giống loài cây này trước đó đều đã thất bại. Từ năm 2000 này tôi đã xuống dưới đây rồi, chúng tôi đã tìm những cái cây thị tùng, tôi xem tôi thấy cũng rất là trăn trở. Bây giờ thấy nó còn như thế nhưng mà người ta lại chặt phá nó, rồi mình là bảo vệ cũng khó nữa. Mà nếu mà chúng ta không có tìm được cái phương pháp để bảo tồn nó, tôi nghĩ là chắc là tương lai cũng không xa đâu. Cái số cây này nó không còn nữa, mà cái thời con cháu chúng ta chắc cũng không nhìn thấy được cái cây thị tùng như thế nào, chỉ qua tranh ảnh là không. Do đó chúng tôi trăn trở là tìm mọi cách để làm. Không chịu khoanh tay đứng nhìn loài cây được xem là chứng nhân lâu đời nhất của trái đất bị tuyệt chủng ngay trên mảnh đất quê hương mình, ông Trần Vinh cùng nhóm cộng sự của mình đặt ra một mục tiêu là nhân giống cho bằng được loài thủy tùng. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng nhân giống như thế nào, kinh phí ở đâu, ai phối hợp, ai hỗ trợ, đều là những bài toán khó mà tự bản thân ông Vinh phải đi tìm lời giải. Bởi thời điểm đó, sự quan tâm của nhà nước, của các tổ chức nghiên cứu, bảo tồn còn rất hạn chế. Trong khi thời gian thì không thể chờ đợi, nên tiến sĩ Vinh phải bắt tay vào việc nghiên cứu bằng sự nỗ lực của bản thân. Ông bắt đầu nhân giống cây thủy tùng bằng phương pháp dâm hom với mong muốn đảm bảo đặc điểm di truyền của cây mẹ. Tuy nhiên, kết quả mà ông thu được là tỷ lệ cây sống rất thấp và khi đưa ra môi trường tự nhiên thì tỷ lệ cây chết gần như hoàn toàn. Thất bại này đã giúp tiến sĩ Trần Vinh và nhóm nghiên cứu nhận ra rằng việc nhân giống thủy tùng không hề đơn giản và không phải ngẫu nhiên. Mà hơn nửa thế kỷ qua, không có cây thủy tùng con nào được sinh sôi ngoài tự nhiên. Khó
nhưng không có nghĩa là không thể. Khó khăn bước đầu đó càng củng cố quyết tâm nhân giống cây thủy tùng của tiến sĩ Trần Vinh. Khi mà giống hôm như thế thì rất là mừng, tại vì trong một tháng đầu thấy xanh, xanh nhưng không ra rễ, rất là xanh. Tôi nghĩ là thế nào nó cũng thành công. Nhưng mà cuối cùng là khi giâm hôm để đến 3 tháng thì chỉ có trên 10% ra rễ. Buồn hơn cái nữa là chúng tôi đưa ra một cái môi trường khác, hơn lại chết tiếp nữa, thì nó không còn bao nhiêu hết. Không chỉ là trong nhóm nghiên cứu chúng tôi và cũng những người làm khoa học trong ngành khoa học lâm nghiệp, đặc biệt là về cái nhân giống, bảo tồn những cái loài cây quý hiếm như thế, người ta cũng có những cái lời khuyên. Và người ta cũng có những cái thảo luận trao đổi rằng để tạo ra được cái cây thủy tùng con như vậy đó là một việc rất khó. Và đồng chí Trần Vinh ấy, thì hoàn toàn không có nản chí. Sau thất bại với phương pháp dâm hom truyền thống, tiến sĩ Vinh lại tìm một phương pháp nghiên cứu mới. Điều đó có nghĩa là ông lại phải bắt đầu một quy trình mới. Ông lại lặn lội về lại khu bảo tồn sinh quyển loài thông nước, cách thành phố Buôn Ma Thuột gần 100 km, để nghiên ngẫm vì sao mình thất bại, để nghĩ về giải pháp mới, và đặc biệt là để nghiên cứu kỹ hơn đặc điểm sinh trưởng, phát triển của loại cây cổ xưa này. Lần này tiến sĩ Trần Vinh và nhóm của ông thực hiện một phương pháp nhân giống hiện đại hơn, đó chính là nuôi cấy mô. So với phương pháp nhân giống truyền thống thì nuôi cấy mô đòi hỏi sự công phu và điều kiện kỹ thuật hiện đại hơn, từ khâu chọn mẫu giống, chiết xuất, vô trùng đến giai đoạn nuôi cấy trong dung dịch đều yêu cầu sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Chính vì thế, tiến sĩ Trần Vinh đặt nhiều kỳ vọng về sự thành công của phương pháp này. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như ý muốn của nhóm nghiên cứu. Trong quá trình làm việc thì nhóm nghiên cứu và tiến sĩ Trần Vinh cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thiện quy trình. Nhưng mà cái giai đoạn mà ra rễ của cây thủy tùng thì chiếm tỷ lệ rất là thấp. Và cái giai đoạn mà huấn luyện ngoài vườn ươm thì hầu như là chết hoàn toàn. Do đó nhóm nghiên cứu cũng rất là chán nản vì gặp hai vấn đề khó khăn như vậy. Nhưng mà tiến sĩ Trần Vinh cũng luôn động viên nhóm tìm cái phương pháp mới để nhân giống loài thủy tùng này. Và máy tính để mày mò nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân thất bại và để tìm ra phương pháp mới. Chúng tôi định là không nghiên cứu nữa, nhưng mà thôi, thấy bây giờ cũng phải cần thiết, mình phải mày mò, điều nào không được thì thôi chúng ta phải làm. Tiến sĩ Trần Vinh tiếp tục cuộc hành trình giải cứu loài thủy tùng khỏi nguy cơ tuyệt chủng với phương pháp ghép cành. Ghép cành không phải là phương pháp nhân giống mới, thậm chí là một phương pháp rất xưa cũ. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao tìm được những cây cùng họ và có những đặc điểm di truyền gần với thủy tùng để làm gốc ghép. Câu trả lời ở tận nước Mỹ xa xôi. Anh đã tìm tòi tài liệu trên thế giới, thậm chí là anh biết là để mà có được cái gốc ghép bụt mọc mà ghép ra coi thủy tùng như vậy thì tiến sĩ Trần Vinh đã phải mang cái hạt giống này từ ở bên Mỹ
ta gửi về. Và cái việc từ cái việc mà tạo ra được cái cây gốc ghép nó đã khó rồi, thì cái việc ghép cái cây tuổi tùng lên trên cái gốc ghép bụt mật, đó là một cái việc làm rất là đáng trân quý. Năm 2012, những cây thủy tùng con đầu tiên ra đời sau hàng chục năm nghiên cứu, đối với tiến sĩ Trần Vinh chẳng khác nào một người đàn ông bị hiếm muộn chào đón đứa con đầu lòng của mình. Đó là những cây thủy tùng con được sinh ra bằng trí tuệ và tâm huyết, bằng tình yêu và trách nhiệm của một nhà khoa học đối với loài cây quý hiếm này. Trước đây người ta ghép, người ta nuôi cây mô hoặc là người ta làm bằng hom, trong giai đoạn đó hầu như thất bại, cũng có ra chồi vân vân mọi cái nhưng mà cũng hầu như thất bại. Thì ý tưởng làm sao có một gốc mè mạnh để từ đó trù được trong cái điều kiện sinh thái khắc nghiệt như vậy để ra cây thủy tùng, bằng cách lấy một gốc ghép khác dễ tính hơn, phù hợp điều kiện Việt Nam, phù hợp điều kiện hơn để ghép lên, thì ý tưởng rất là tốt. Sau 5 năm, những cây thủy tùng con do tiến sĩ Trần Vinh sinh ra và tự tay chăm sóc giờ đã trở thành những cây trưởng thành với đường kính thân tới hơn 50cm và chiều cao đến hàng chục mét. Còn những cây thủy tùng được tiến sĩ Trần Vinh trồng ngoài môi trường tự nhiên cũng phát triển xanh tốt. Đó là minh chứng rõ nhất cho thành công của công trình nhân giống cây thủy tùng của tiến sĩ Trần Vinh. Vì thế có thể khẳng định, đến thời điểm này, cây thủy tùng đã được tiến sĩ Trần Vinh cứu khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng. Không phải thành công là chúng ta dừng ở đó được, mà chúng ta tiếp tục nghiên cứu nữa để làm thế nào là các cái quần thể mà tự nhiên của nó phải tái tạo lại bằng những cái cây mình trồng. Với một người luôn tự đặt ra cho mình những giới hạn mới để phấn đấu, tiến sĩ Trần Vinh vẫn chưa bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Theo ông, dù nhân giống bằng phương pháp gì, thì đó cũng là cách con người can thiệp vào tự nhiên. Vì thế, ông đang hướng đến việc tạo ra những quần thể thủy tùng mới, để từ đó, thủy tùng có thể tự sinh sôi, nảy nở một cách tự nhiên như nó vốn có.